cái khu vực nông thôn gần bến Thượng Hải nhé. Xin chào tất cả các bác nha, chào mừng các bác quay trở lại video tiếp theo trên kênh Thám Mỹ Linh. Hiện tại Linh cùng với cả anh Ước với bà là hiện tại đang có mặt tại Thượng Hải, vừa đặt chân đến đây luôn. Đó, bây giờ là đang bắt đầu là đi đến đây thì chắc là mình cứ đi dạo trước một vòng ấy nhỉ anh nhỉ? Dạo lên quanh một tí, tìm chỗ nào ngủ đi. Đúng rồi, mình cứ đi dạo trước á. Đó. Đến đây thì chúng ta đã nhìn thấy rất là nhiều hàng quán đi rồi. Cái Tung Phong Minh Chú các bác, cái tòa tháp này, tháp ở chỗ khu vực Thượng Hải đó. Đây là tòa. Chắc mình phải vòng bên này, thế họ toàn vòng bên này mà. Đi bên này đi. Đấy các bác đi phượt thì đeo ba lô này thôi. Nói chung là đi phượt gọi là tự túc. Mình là tây ba lô. Nói các bác xem là họ cũng phải xếp hàng đi lại thế này. Đấy chụp ảnh đây này. Tí nữa thì tối nay thì mình sẽ đứng ở bên chỗ bên cầu bên kia để chụp ảnh ấy ạ. Đây hiện tại thì họ đang đứng ở cầu kìa. Hình như lúc nãy bảo là mua vé hình như mới được lên ra anh ạ. Mua vé thì mình thì lên đỉnh đấy. À có cần thang máy chưa? Thang lên chưa? Không cần đâu, mình cần lên đấy được. Đây mình đi sang bên này đi anh ạ. Họ đứng ở bên cầu kìa. Xe buýt là 2 tầng nha các bác. Đó, các bác thấy là toàn những tòa nhà cao tầng thôi. Không biết là họ lên chỗ những cái cầu ấy kiểu gì để chụp ảnh.
không có mình cứ hàng cho em là mình đây đây bao hàng cũng không 249 tệ anh ạ. Trang điều khoản tiền bạc quanh công thương chẳng đến thả tựa yếu thẳng có đảm không chỉ đảm cho nên tôi phải lão diễn xã học tạo tựa yếu khỏe hải giáo sử dụng quản kể sân khuôn trường quản thu sáu thông nhân là sang được học tạo tựa yếu khỏe. Không, cái này là cái chiều cao của cái quả tham này. Chú hàng trên em bàn mình theo là thả cầu tư ở yếu khởi đéo chờ vợ. Bao hàng trung công nhân chú, quản thủ trang yếu trần, quần ba quan công chơ. Sáng tên thả cho yếu trần, qua đảo công trình đạo trên em có thể báo thể khả, thả cầu tư ở yếu khởi. Ôi, mình cứ đi sang chỗ cái cầu giống như họ để chụp ảnh kìa. Chắc là đứng từ cái cầu đó thì mình mới nhìn được sang bên này chứ đúng không? Lý bố lý à? Chị lý mà ai chuyển cái chạp bé cho tôi ạ. Bé mối xì kìa mà. Xì kìa mà, bé nhờ tôi bé bé ạ. Ờ? Trong quá mình chú thải cho bé mà nhé. Hà là, họ thả cho bé nó khởi vào khởi vọ. Bao hẳn chúng tôi mình chú thải thịt trang nhớ khỏa. Và tôi muốn chú đi đường nó lên ạ. Ê, thì xếp vào hàng bên kia giống như họ vậy. Bỏ bài em, bài. Anh còn 10 phút rồi. Nhanh lên, chịu chịu vào. Chịu 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 chịu. Kia nè. Nhà này to nhờ. Khiếp rồi, cao không các bạn? Cụt này to quá. Đi. Cụt này to quá. Và mình linh là phải đeo cái ba lô này một lúc nữa thì mới cất ba lô nhá các bạn. Các bạn xem nhé, ba cho em xe đa bà tháo trang cây sạn để cho chúng tôi đa bà lại thay thế. Ờ, đi lên trên đó chụp ảnh với đây đúng không? Chụp một bức ở đây, đây chụp. Bỏ ba lô xuống. Không cần. Anh em nhanh đi tắm. Nhanh đi, mù trời trời kia, mù nhanh đi. Hay là bỏ ba lô. Đấy, bỏ ba lô xuống. Cho ba lô đi, cho xả ra vào. Cho ba lô đi à? Tí cho bà mình đi mua quần áo mà mặc. Chán nào lúc tí nữa vậy á. Xì à. Nào. Được, có người. Nào, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Thử nha. Nào, 1, 2, 3. 2, 3. Ok, đẹp ấy. Nhìn chụp ảnh phải căng thẳng hết. Chân này dài nhỉ? Chân dài quá, chân đứa dài. Thôi, thôi, kéo lại. Chân đứa dài như thế này đâu. Kéo lại, kéo lại. Một, hai, ba. Hai, ba. Xem à. Cái này không chụp cao thì cũng không xem được. Oh.
Bây giờ Linh đang có mặt ở gần chỗ Đông Phương Minh Chu nhá. Không biết là lần đầu tiên lên đây. Đó, bác thấy cầu rất là cao đây. Và mình Linh đây nhá. Tớ cao mà. Hôm trước thì có ở Bắc Kinh thì bà Linh bảo là ở Bắc Kinh thì không nhiều nhà cao tầng lắm. Hôm nay đến Thượng Hải rồi thì thấy những cái tòa nhà rất là cao luôn các bác. Bây giờ là anh ước đang đi trước đây. Chuyến hành trình đã đến được Thượng Hải rồi các bác. Ở đây toàn những tòa nhà rất là cao tầng các bác đúng không? Các bác xem thì là cao. Đó thì mình đứng từ bên này thì mình có thể nhìn thấy những cái tòa nhà rất là cao tầng này. Đến đây thì mình biết là choáng ngợp rồi. Quá cao các bác. Không biết là nó bao nhiêu tầng luôn. Đó. Các bác cực kỳ là cao nhá. Giờ Linh đang ở đây. Đó. Buổi tối thì Linh sẽ kiếm một cái chỗ mà nó sẽ xa hơn để chúng ta có thể chụp ảnh để thấy được cái cầu ở bên này này. Cực kỳ là cao. Các bác thấy cái lượng người Trung Quốc đi rất là đông. Đi chào vợ. Diễn nành trông trải rồi. Trải. 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 Hai bà cháu ơi. Đó, đứng từ đây chúng ta có thể chụp được thấy cái cầu này. Xem nhá. Đó, thì chúng ta mới nhìn thấy đây. Linh quay thế này để hai bà cháu check in là đã đến đây rồi. Đây là chuyến phượt khắp Thượng Hải để Mỹ Linh có thể quay lại cho tất cả các bác cùng xem. Rất là đông người. Chỗ này cực kỳ là rộng luôn các bác. Quay ra phía bên này thì các bác thấy tuyến đường người ta rất là đẹp. Đó, chúng ta có thể nhìn từ trên cao nhìn xuống này. Đường rất là đẹp nha các bác nhé. Đây như là một cái khu vực trung tâm mua sắm và trung tâm kinh tế của cái khu vực Thượng Hải đây. Đây anh ước đi sang kia. Ê, anh ước đang check in ấy. Đang đến Thượng Hải ấy. Rất là choáng ngợp đây. Đó, các bác thấy. Ui ôi, toàn những tòa nhà rất là cao này. Bà Linh đang đâu mà giống hả? Giống mà. Bà Linh đang rất là choáng. Tại vì là các bác biết là ở trên vùng cao thì làm gì có những tòa nhà cao thế này. Đây là chuyến đi mà bà Mỹ Linh vui nhất từ trước đến nay. Bây giờ đang chờ để người ta đi ra để Linh chụp ảnh cho bà nhé các bác. Có thể chụp ở đây. Nói chung là cứ mỗi một điểm thì mình cứ check in một chút. Đấy là bà, đấy là xem nào. View đẹp không? Wow, 人家这个高清啊。
哎，王姐姐，这家挺好看的。小帅哥，能不能帮我们拍一张？啊，我不会拍的。用我们的手机拍，不是用你。没有专业啊。哎，anh Hương bây giờ được bắt gái. Ê, đứng đây. Chú Quốc Nam ơi. Quốc Nam. Chúng ta có điện, không phải ngoài, chỉ là bên ngoài, không biết tại sao. Chú thấy cả cái cột nữa. Đó. Chân nữa đúng rồi. Anh Hương bây giờ đang làm caramel nha các bác. Cảm ơn, cảm ơn. Các bạn là từ đâu? Chúng ta là từ Việt Nam. Việt Nam à? Đúng rồi. Thế người ta làm sao có thể chụp được vậy? các bác ạ, thì vừa rồi thì Linh cũng có ở đây check in cùng với bà với anh Ước thì rất là đẹp rồi. Thì trong buổi tối nay thì Linh sẽ tiếp tục quay trở lại đây để xem cái màn đêm khi thành phố Thượng Hải nó vào cái lúc mà vào những cái buổi tối thì những cái ánh đèn nó đẹp như thế nào để Linh có thể quay lại cho tất cả các bác cùng biết. Hiện giờ thì các bác thấy là mọi người cũng ra rất là đông ở đó. Đấy, hiện giờ thì bà con hay là những du khách. Đấy, Linh đi bản nhiều quá, bây giờ toàn nói bà con với cả khán giả thôi. Đó, hiện giờ thì các bác thấy là lượng người đang đợi đây để ngắm đèn rất là đông. Đấy, tối nay thì Linh sẽ ra đây để quay cho tất cả các bác cùng xem. Bây giờ thì Linh sẽ đi tìm chỗ nghỉ ngơi đã. Mốt con cho bà đi về, bà cất đồ á, để bà đi tắm rửa và đi thoải mái. Đây là những video để kỷ niệm lại hai bà cháu đi du lịch ở Trung Quốc. Đây là nó tự in luôn này. Đấy, mình tự in như thế này luôn các bác. Không biết là có ai chụp không. Không biết là chỗ này là như thế nào đây. Đây là chỗ chào bà mình. Đây chắc là Linh sẽ chụp ảnh cho bà để làm kỷ niệm. Xin chọn đó thì không? Đang chờ anh đấy sửa nốt thì sẽ chụp nha các bác. Đó các bác, hiện giờ thì sau khi đã tìm được nhà nghỉ thì Linh cùng với cả bà với anh Ước thì đã tìm được phòng nghỉ rồi. Bây giờ là đang đi ra ngoài phố đêm ở Thượng Hải để trải nghiệm một buổi tối ở Thượng Hải như thế nào. Và các bác hãy xem qua cái thước phim này để các bác biết về Thượng Hải hơn. Hay là những bác đã xem qua Thượng Hải rồi mà muốn nhớ lại Thượng Hải thì có thể xem thước phim của Linh. Đó, đây là chỗ trung tâm mua sắm nhá. Đó, chúng ta để lên trên đó để có rất là nhiều trung tâm mua sắm ở đó, có rất là nhiều đồ. Đây có rất là nhiều quán này. Vâng. Quán ăn nhiều đấy vì dịch bệnh vaccine. Đó.
về chưa? Trung Trinh Mỹ Xuyên kìa. Đó các bác, hiện tại Linh đang đến chỗ khu vực White Than của Sang Hải nhá. Rất là đẹp luôn các bác ơi. Rất là như vừa. Đó các bác xem cái lượng người này. Các bác thấy đẹp chưa? Tráng lệ nhá. Đó, hiện giờ Linh đang đến Thượng Hải rồi. Rất là đẹp. Đó. Đấy các bác ấy, biển người, dân sang dân hảo. Biển người luôn. Rất là nhiều. Đó. Các bác thấy ở đây họ cũng đến rất là nhiều đấy nhá. Chỗ này nhìn sang lúc đấy là hôm qua cái lúc buổi chiều là đến cái tòa tháp kìa các bác. Đẹp nhỉ? Vâng vâng. Đấy, các bác bây giờ đang sang đường đông người ơi. Đông người nhỉ? Đấy. Đó, hiện tại Linh đang có mặt ở chỗ cái khu vực White Than thì cũng cảnh rất là đẹp các bác. Đó, các bác nhìn đây những tòa nhà rất là xa hoa mà trong cái buổi chiều là Linh đã đến đó. Không biết là trong này là đi kiểu gì đây các bác. Quẩy than quang quang thế đó. Anh nhân điều một chỗ là lên một chỗ hao một chỗ hao nhiêu tiền này? Được. Anh ơi, ở đây nhá. Ở đây vậy em để em đi xuống như này xem là họ đi kiểu gì lên trên kia với. Ní mà chỉ rất mù thôi từ mà. Bạn ngồi đây đợi bạn. Linh sẽ xuống dưới này xem là mọi người đi kiểu gì lên chỗ cái khu vực này để chụp những cái tòa tháp rất là tráng lệ, rất là đẹp kia. Các bác thấy là buổi tối ở khu vực Thượng Hải này rất là nhộn nhịp. Để mình xem là họ đi kiểu gì lên đó. Ồ, oh, họ đi bộ ra phía kia các bác. Cháu Linh quay lại gọi anh Ước ấy. Ở đây thì toàn là xe buýt 2 tầng thôi các bác. Rất là đẹp. Đây chúng ta sẽ đi theo dòng người. Cố tình để tối để mấy cái tòa tháp này này. Nó sẽ sáng hơn. Nó nổi hơn đấy. Rất là đẹp. Đồng hồ trên rất là to. Nó mà. Đúng là buổi tối người dân Thượng Hải ra chơi đời nhỉ. Trung Quốc cũng là biển người.
bác thấy là cái lượt khách rất là đông luôn. Bây giờ muốn chụp ảnh còn khó các bác, xếp hàng. Bây giờ mình cứ chen thôi, xong cứ đứng thôi. Rồi, họ cứ đứng ở đây làm sao mà mình đứng chụp ảnh được nhỉ? Kín hết rồi, dưới kia lên. Đúng không? Thôi mình cứ chờ họ, cho mình chen thôi. Tàu đi qua. Cực kỳ đẹp luôn. Các bác xem cái lượng người rất là đông nhé. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Tàu bắt đầu về các bác. Nếu mình có tiền ấy, thì mình thuê con tàu này đi thì mình chụp ảnh thì nó sẽ đỡ hơn. Sâu lắm rồi. Biển người nhé các bác. Hôm nay may là không phải vào cuối tuần đấy, hôm nay là ngày thứ hai thôi. Thế nên là ngày thứ ba. Bà Linh đang xem này. Nếu các bác ở cái địa điểm này thì thu hút cái lượng khách du lịch về đây rất là nhiều. Đến Thượng Hải mà không đến cái tòa Minh Châu Đông Phương này chụp ảnh thì là không phải đến Quảng Châu nhé các bác. À, không phải đến Thượng Hải. Ở Quảng Châu thì cũng có một cái tháp Quảng Châu. Đó. Chỗ nào nó cũng có một cái điểm nhấn riêng. Ngoài này đèn rất là sáng, rất đẹp luôn các bác. Nếu mà ở đây mà bay với cam thì thôi rồi. Linh cũng không biết, không dám bay với cam các bác, sợ là công an người ta bắn ấy. Tại vì ở Trung Quốc người ta nghiêm cấm rất là gắt. Đó, hiện giờ thì những cái chỗ này chụp ảnh rất là đẹp này. Không phải chen chúc ai hết. Ở dưới kia thì chen chúc quá nhiều. Đó, ở đây thì chúng ta cần gì để chen chúc đâu. Ở đây chúng ta để chụp này. Đó các bạn, rất là đẹp nhá. Nói chung là đứng ở đây là không muốn về đâu các bạn. Vẫn là muốn ở đây thôi. Đó, con tàu rất là đẹp luôn. Con này là nếu mà ai muốn thuê mà đi ngắm sông thì có thể đi sang phía bên kia là một vé là hình như là bao gồm tất cả tiền phí đi lại là hình như là hơn 200 tệ, là hơn 1 triệu tiền Việt đó, 250 tệ gì đó. Các bác rất là đẹp luôn. Nên bà Linh đang trải nghiệm ở đây. Con sông rất là sâu nha các bác nhá. Đây là kỷ niệm Thượng Hải, Trung Quốc. Rất lâu nữa sẽ có dịp mới quay lại đây thôi. Thực sự đó đây là những cái chuyến đi rất là vui cùng với cả bà nội Mỹ Linh ở đây. Đó, thực sự là mong là bà sẽ vui vẻ sống lâu trăm tuổi để cùng với con cháu. Ủa? Linh ơi. Ngu quá. Em cứ đi trước đi, sao cứ đi sau nhá. Rất là đông người các bác. Nói chung là không quen ai biết ở đây. Và rất là nhiều các bạn gái sinh, gái Hải đây đến đây để chụp ảnh nhé. Có những cái đèn này chụp ảnh nó rất là chuyên nghiệp rồi. Sáng đẹp luôn. Chó là chó à.
Thế các bác ơi, hiện tại thì Linh đang đi ra chỗ phố Nam Kinh, phố đi bộ Nam Kinh ở khu vực Thượng Hải để tìm đồ ăn tối ngày hôm nay. Đây rất là nhiều những đồ ăn nhá các bác nhá. Đó. Nó sẽ có những khu vực ẩm thực thôi. Nói chung là nó sẽ có các quán nhỏ đây. Không biết là nó có nhiều những cái chỗ nhiều nó bày ra một giải rất là to không. Đấy các bác xem lượng khách ăn uống này cũng rất là đông. Mình ăn cái gì nhỉ anh Dương nhỉ? Hả? Ăn cái gì cũng được mà. Bỏ nhìn nó nhỉ? Anh nhìn nó nhé, chị xin đi. Ăn cơm nhá. Ăn cơm cho bạn cơm. Đó bác, đây là, cũng là trung tâm mua sắm này. Chỗ này giống như lúc đấy mình vừa đi qua ra ấy nhở? Đúng không? Đúng mà, mình đi từ trong ra này. Cao nhở? Xe nhá các bác nhá. Anh ơi, làm con đi về đi. Xe điện đấy. Rất là đẹp các bác. Ôi, to quá không mua. To quá không mua à? Ui dồi ôi. Xe đẹp này, ở đây cũng có các bạn Tây nhá. Ui dồi ôi. Người ơi. Ui dồi ôi. Đông ấy, đông ấy, đông ấy các bác ơi. Ui dồi ôi. Đây, chắc là chỗ ăn uống bên này rồi. Anh ơi, chắc là nó chỗ ăn uống bên này. Ngồi bố. Xì xì nào. Chùa. Thật. Ấy. Chắc như Nhật Bản ấy nhở. Như Nhật Bản người ta đi gọi là lễ phép hơn. Apple là iPhone ấy. Đúng rồi. Bạn đi giống gì đó. Bà Linh bảo bây giờ chỗ này là nó đẹp hơn một chút. Đấy, Lý Tử Long ấy. Bà Linh ở nhà hay xem Lý Tử Long. Vâng, chỗ này là khu phố đi bộ Nam Kinh. Đấy, khu ẩm thực ăn uống. Lúc đấy mình đi là chỗ gọi là chỗ chụp ảnh tháp Minh Phương Đông Châu à? Minh Phương Đông Châu. Tháp từ Minh Phương. Minh Châu Đông Phương ấy nhỉ? Đúng không? Ui, ở đây cái tỷ lệ chiều cao của con trai con gái rất cao. HM đây là cái khu mua sắm, khu trung tâm mua sắm. Đây mình cứ đi vòng ra, tại vì lên những cái tầng này là cũng là những tầng ăn uống rồi. Bà Linh là cứ đi theo anh ước thôi. Đi sau anh ước. Bà đi trước. Thôi bà đi sau mình cũng được. Đây đây à, khu vực ăn uống này anh. Nhìn thấy chưa? Đây, phố ăn uống đây. Đi chưa được ăn. Cháu xỉa, thở rồi. Trong video nhìn có vẻ chất đấy. Nhờ, mình lên ăn đi nhờ. Lên ăn luôn. Cứ thử nào. Tầng mấy đây? Tầng 3 là ăn lẩu rồi. Hay là ăn lẩu rồi? Ăn lẩu cái được ấy nhờ. Ăn lẩu đi. Lẩu siêu cay. Đậu Thượng Hải các bạn. Ăn lẩu hay là ăn gì? Vâng, thế đi.
Xong này đi thỉa rồi mà. Không biết đi tầng này ăn kiểu gì. À đây, 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 phải đi đây, đây anh ơi. Lấy rượu nhờ các bác. Còn rượu đắt không? Chứ gì ớt không? Ăn ăn một chiếc cà rồi. Chiếc cà tớ rồi mà. Quá tuyệt vời các bác. Ờ đến đường như hả? Mấy ăn đồ nước còn bà em để kiếm bắt cơm cho bà em ăn đây. Có chị một chú nhìn nó cho tiền à? Chú nhìn nhìn nó cho tiền nó mà. Mỏ. Còn mà cũng mở nó gì tao cho ấy. Cảm ơn chị ạ. Mua mỏ gì đi. Nó rồi. Nó mỏ rất là. Chỉ có thật mà. Chỉ có thật mà là nói gì? Cứ một chuối. Tại vì bà cũng có tuổi cũng cũng thích ăn những cái đồ như này chỉ có giới trẻ thôi các bác. Không phải. Anh được mang nhiều. Ít miếng nó cho ngay đi. Đây là bát tượng trưng nha các bác nhé, không phải là trong đấy là điều đồ giải thôi. Để em đi tìm xem mà có gì cho bà em ăn nữa. Yo yo yo, ý phân phần vào. Đây mình sẽ ăn một phần phở nhé các bác. 这不是粥，这是冰汤圆儿。冰汤啊，哦，甜品对吗？对。你那个是什么？哦，就拍抖音的。拍抖音的。对。来个好好拍拍。哈哈哈哈哈。兄弟。 下面有杯子，拿杯子挑。25，牛肉，羊肉，羊肉，哦，羊肉，羊肉啊，这个羊肉一块牛肉。那么干，我得赶紧啊，赶紧过。哎，找的，嘿嘿嘿，没给到啊，还没鸟呢。有啊，你比较多啊，这个过了。Bảo đây, mình chọn chung đi. Hai bạn, mấy đồng hồ nhá.
Đây dâu một người này. Dâu ấy là bình thường này. Cậu một con thôi. Nướng chưa nhỉ? Chưa, tí họ mới nướng cho. Cái này dài quá rồi. Cứ cho vào đây. Hai, hai, dài. Trong một thứ một tí thôi nhỉ, không biết ăn không hết đâu. Đúng rồi, lấy hai cái dâu này đó, chị em một cái nhá. Không, dâu đây em có một cái đây, cái này ăn chung em không cần nhiều đâu mà. Cái bé đi. Bia kìa. Đây. Ok. Ui dồi ôi, tuyệt vời đấy nhờ. Đúng nhẹ đúng không? Không có giấy đâu. Không có giấy, giấy phải mua. Để xem chỗ nào nó bán. Đây thì thấy đây. Cháu đi mời tất cả các bác nhá, cùng với cả Linh với cả anh Tài với cả bà ấy ăn cơm. Thôi, thôi nhá. Có mỗi bộ dâu và Linh nhường cho anh. Thôi mời các bác nhá. Đến một lon bia. Rất là tuyệt vời nha các bác. Thôi dùng tiếp đây nha. Em phải ăn cái lòng gà, lòng ngan, lòng gà. Lòng vịt đấy hả? Hay lòng ngan? Chắc lòng vịt thôi. Vịt lòng ngan gì đấy. Ăn bánh này đi. Phở. Ăn phở. Phở sao? Tuyệt vời đấy. Đậu phụ thối này. Thôi anh ăn đi, em ăn rồi, em ăn mấy cái món này thôi. À đây, dâu đây rồi, ấy này ngon đây. Đậu phụ anh, ăn luôn. Này mới ngon. Bảo ăn mà thầy rồi. Không dám ăn đồ này. Người già ấy. Này nó cắn sâu quá. Cắn phải xiên. Thế nào Linh cắn. Thôi ăn đi, em có thử gấp. Thì các bác thì vừa rồi thì các bác cũng được theo dõi những thước phim Mỹ Linh có mặt tại Thượng Hải cùng với cả bà trong cái chuyến du lịch xuyên Trung Quốc đi từ Bắc Kinh đến Thượng Hải. Và cái chuyến ngày mai thì Linh sẽ cùng với cả bà với cả anh Ước là sẽ bay về Trương Gia Giới. Cái điểm Trương Gia Giới thì quý cô bác cũng biết là rất là nhiều và rất là nổi tiếng. Chắc là khán giả Việt Nam hay là những bà con hay là những khán giả yêu thích du lịch thì chắc mọi người cũng biết là Trương Gia Giới hay là Phượng Hoàng Cổ Trấn, làng Miêu, làng của người Mông đó. Thì ngày mai thì chắc khả năng Linh sẽ cho bà đi về đó để bà có thể tìm hiểu đó. Tại vì bà với Linh cũng rất thích. Đó, thế như nhà mình đây mà. Đúng rồi, thôi lên nhờ. Nhầm. Bây giờ bắt đầu là lên nhà nghỉ. Ngủ thôi các bác.
Thôi mình nghỉ nhá, mai tiếp tục hành trình nhá anh nhỉ. Ừ. Bây giờ mình đưa bà về nghỉ ra nghỉ ngơi thôi. Nên nghỉ một xin đấy tầm một đấy. Chị mua. Ừ. Má bữa chay nào. Bữa chị chạy, nó làm cái gì? Thôi cái video ngày hôm nay đưa bà đi chơi của Linh đến đây kết thúc, và xin chào hẹn gặp lại các bác ở những video tập tiếp theo. Tập mấy Linh à? Tầng 5 anh ạ. Đó, cô bác thì ai còn ông bà thì mọi người hãy cố gắng đưa người già đi du lịch khi còn có thể nhá. Các bác thấy video của cháu Linh hay ý nghĩa thì các bác hãy đăng ký kênh và ủng hộ cho kênh của cháu Linh hay là kênh của Tài TV. Xin chào hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo nhá.